Với biết bao biến cố thăng trầm và qua nhiều lần tôn tạo, nhưng chùa Keo vẫn giữ được bản sắc những kiến trúc độc đáo từ thời Lê Trung Hưng. Nhiều bảo vật có giá trị văn hóa lịch sử được lưu giữ trong chùa vẫn thể hiện uy nghiêm. Hương án trong chùa là một minh chứng. Hương án được làm bằng chất liệu gỗ sơn son thép vàng từ thời Lê Trung Hưng, với dạng hình hộp chữ nhật được kết cấu ba phần chính: mặt, thân và chân. Người xưa đã sử dụng kỹ thuật chạm bong, chạm kênh, chạm lồng, chổ thủng để tạo khối nổi, khối chìm, tạo ra tầng tầng lớp lớp hoa văn với hình dáng đặc biệt kiểu chân quỳ dạ cá, trang trí hoa văn dày đặc với các họa tiết lưỡng long trầu nguyệt, long ẩn vân, long dáng, tạo nên một hương án đặt ở nơi thờ tự tôn nghiêm, đền thờ Thánh Chùa Keo, tỉnh Thái Bình. Với các giá trị về lịch sử, khoa học và thẩm mỹ, hương án Chùa Keo Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào tháng 12 năm 2021. Mênh mang, dòng sông tấm trăng. Lênh đênh, thuyền nèm bồng bềnh. Ngược dòng sông đến được coi là một trong những biểu tượng rực rỡ về văn hóa truyền thống của Việt Nam và là hồn cốt của quê hương Thái Bình. Đã có nhà nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài nói rằng chưa đến Chùa Keo Thái Bình thì chưa hiểu được Việt Nam. Có thể coi hội Chùa Keo Thái Bình là một bảo tàng sống động về hội hè cổ truyền của Việt Nam. Chính đó là duyên cớ, là căn cứ để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh lễ hội Chùa Keo là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Đêm trong khuôn viên chùa im tiếng chuông. Em đi lang thang chỉ nghe là
lạnh về. Một nhánh hoa xoan bỗng rơi, chợt nghe đống vỡ làm xuân vội ta. Đào xa mừng mùa xuân bằng phong ba.